Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng Zalo web trên điện thoại. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái trình duyệt Chrome nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm hoặc nhập URL nè. Các bạn nhập là Zalo. Rồi sau đó các bạn bấm vào đi. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm cái mục 3 chấm ở góc dưới bên phẩm hình chỗ đây. Các bạn bấm vào một cái. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào yêu cầu trang máy tính. Rồi bước này các bạn bấm vào cái mục nhập địa chỉ web trên đây này. Rồi các bạn nhập là chat chấm zalo chấm me các bạn nhập như thế này nha rồi sau đó các bạn bấm vào đi rồi bước này thì các bạn có thể đăng nhập với mã qr này hay là đăng nhập với số điện thoại nha. thì mình sẽ đăng nhập với số điện thoại. rồi bước này các bạn nhập số điện thoại cũng như là mật khẩu zalo của các bạn vào nha. rồi thì sau khi mình đã nhập số điện thoại cũng như là mật khẩu zalo xong bước tiếp theo các bạn bấm vào đăng nhập với mật khẩu Chọn tất cả hình ảnh có xe mô tô thì các bạn chọn nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào xác thực. Rồi vậy là mình đã đăng nhập được vào trong Zalo web này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi còn đối với trường hợp khi các bạn đăng nhập vào thì nó để thế này. Vì lý do bảo mật vui lòng đăng nhập bằng qr code này thì bước này các bạn sử dụng một cái điện thoại khác nha các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu zalo của các bạn vào trong một cái điện thoại đó sau đó các bạn quét cái mã qr để đăng nhập rồi bây giờ thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn trong cái trường hợp các bạn không đăng nhập được à, bằng số điện thoại với mật khẩu này thì bây giờ các bạn lấy một cái điện thoại khác sau đó các bạn vào zalo rồi các bạn bấm đăng nhập rồi các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu Zalo của các bạn vào. Rồi thì sau khi mình đã nhập mật khẩu xong, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mũi tên chỉ sang bên phải ở đây để đăng nhập vào nè. Rồi cái này mình sẽ bấm tắt đi. Không sao lưu. Nếu như các bạn muốn sao lưu thì các bạn sao lưu nha. Như mình thì không sao lưu, mình bấm vào không sao lưu. Rồi bước tiếp theo để mà đăng nhập được trên web điện thoại á thì các bạn bấm vào cái một mã QR này rồi sau đó các bạn quét nha đó khi các bạn quét thẻ để đăng nhập Zalo web bằng QR trên thiết bị lạ này thì các bạn tích vào đây tôi đã kiểm tra kỹ thông tin và xác thực đây là thiết bị của tôi rồi các bạn bấm vào đăng nhập nha rồi các bạn đợi khoảng 5 giây rồi các bạn bấm đăng nhập này rồi các bạn xác nhận dấu vân tay Rồi ok Vậy là mình dùng Zalo web trang điện thoại thành công nha Và cách để mà các bạn khắc phục được lỗi không đăng nhập được Video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like Và một đăng ký kênh nhé Bye bye